Chị ngày xưa 18 tuổi, 20 tuổi chị không có bạn. Chị đi giúp việc 3 năm. 3 năm chị không về Tết. Bởi vì về Tết là chị mất một số tiền chi phí rất lớn. Vì cái ý chí của chị không yêu đương. 18 tuổi, 20 tuổi, cái tuổi đó là cái tuổi quá đẹp rồi, yêu đương yêu đót gì trơn. Bởi vì cái sự là mong muốn thoát nghèo, ý chí làm giàu nó lớn gấp nghìn lần yêu đương. Còn mình là con nhà nghèo, mình đi giúp việc, bạn bè gì nữa, cái giờ đó bạn bè gì nữa. Nhưng mà sau 3 năm rồi, mình có cái chí hướng để mình như bây giờ, 3 năm giúp việc là phải có 35 triệu. Sáng mai về, rang cơm nguội, ăn, thỉnh thoảng xin gia chủ quay mì tôm, ăn. Rồi lâu lâu mình làm thật tốt, gia chủ cho 50 nghìn, 20 nghìn, 10 nghìn gom lại. Chị ơi, có bộ đồ nào cũ cũ cho em bộ. Rồi gia chủ cho những cái đồ cũ. Muốn có chí lớn thì cái gì mình có cái giá của nó chứ. Chưa làm mà đòi hưởng thụ, lấy đâu ra vốn. Làm sao mà có vốn, cha mẹ thì nghèo, quan hệ thì không có.